Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, thì 11 tháng của năm 2018, tổng lượng xi măng và clinker xuất khẩu đạt hơn 29 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 66% về lượng và tăng 85% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, con số 29 triệu tấn sản phẩm xuất khẩu cũng là kỷ lục của ngành xi măng Việt Nam từ trước đến nay. Trung Quốc, Bangladesh, Philippines vẫn là ba thị trường xuất khẩu xi măng chủ lực của Việt Nam với hơn 20 triệu tấn, chiếm gần 72% tổng lượng xi măng xuất khẩu. Trong đó, lượng liên keo và xi măng xuất khẩu sang Trung Quốc 11 tháng đạt 8,7 triệu tấn, trị giá hơn 321 triệu đô la Mỹ. Lượng xi măng xuất khẩu sang Bangladesh đạt 6,1 triệu tấn, trị giá 206 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của nước ta sang thị trường này. Tại Philippines thì lượng xi măng xuất khẩu 11 tháng là hơn 6 triệu tấn, với trị giá là hơn 282 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, thị trường Đài Loan cũng nhập khẩu một lượng lớn xi măng của Việt Nam với hơn 1,4 triệu tấn, trị giá là hơn 50 triệu đô la Mỹ.